Xin chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại với kênh Viết Phú. Hôm nay em có đi đến đi quay cửa hàng bán đồ gia dụng các thứ, xe đạp các thứ. Mua cho một anh trong thành phố Biên Hòa một cái đồng cái nồi cơm cao tần 1,8 lít của Joji Rusi. Đây có mấy cái máy chạy bộ này. Đấy, rất là nhiều đồ. Ở đây thì nó có rất là nhiều đồ, quạt các thứ nhiều lắm, hầu như cái gì cũng có. Túi bọc quạt rồi gì chiếu chăn thì có hết. Máy hút bụi nồi cơm, máy giặt cái thứ có hết. Đây em vào đây mua cái nồi cơm cho anh ở trong thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Trước em mua cái nồi cơm về đây. Nồi này cho anh Lân ở trong thành phố Cần Thơ. Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đấy. Thì hàng này là hàng của Made in Japan luôn nhé, sản xuất nội địa Nhật Bản nhé các bác. Đây, cái nồi nó rất là dày, 1,8 lít là có ghi ở đây. Một như này thì là 1,8 lít. Cái hộp của nó thì ở dưới đây, hộp của nó ở đây, 1,8 lít đây bác. Đấy. Suy hàng kỳ là cái nồi cơm điện. Con này thì cái nội thất của nó bảo hành 3 năm đấy. Cái nồi này. Nồi này bảo hành 3 năm này. Cái này là cái ruột. Bảo hành 3 năm. Rất là dày, cầm rất là nặng. Cả cái nồi này là 5 cân cả hộp. Thì cái cước gửi về là đã mất 1.150.000 rồi. Đúng không nhỉ? 5 cân 230.000 một cân. 200 đúng rồi, 1.150.000. Chưa kể tiền cước vận chuyển bên này một lần như thế này là nó mất một sen năm, khoảng tầm hơn 300.000 nữa, tính thành gần 1.500.000 một cái cước của con như vậy. Và cái giá của nó như vậy rơi vào tầm 3.500.000 này. Đấy. Tiền công của em đặt xe đi lên đây mua các thứ thì là về đến Việt Nam rơi vào tầm 5.500.000 một con như thế này. Nó để em xem lại thông tin nó cho bác xem. Thì có thể là giữ được cái nhiệt trong vòng 30 tiếng đồng hồ liên tục. Đây là một cái nồi IH có mã NPVF18KM2. Thì trước em mua cho anh Lân ở trong Cần Thơ thì anh ấy có phản hồi là nồi nấu cơm rất là ngon. Joji Rusi, hàng này là Made in Japan. Dưới này có ngoài hộp có ghi ở đây, có ghi là Nihonse này là cái Nhật Bản chế, nghĩa là cái sản phẩm của Nhật Bản. Nên tính ra sẽ là nguyên một hộp mới như vậy về. Còn cái trên này thì người ta để trưng bày á. Đấy, bên này có một cái rẻ hơn, cái này thì tầm 2.700.000 gì đấy. Thì hàng bên này cũng là IH nhưng mà cái này cũng là 1.8 lít. Nhưng mà nó ít chức năng hơn của cái con bên này. Đấy, con này thì nó đơn giản hơn. Được cái con bên em đang chuẩn bị mua đấy. Nói chung là cũng là 1.8 lít, nấu cơm cho được tầm 5-6 người ăn là bình thường. Đấy, trên này người ta có ghi đây các bạn ạ. Đây. Thì đối với cái nồi 1.8 lít là nồi này. Thì 4-6 người ăn. Đấy. Đây thoải mái. Và cái nồi nó là nồi cao tần IH đây. Tần IH và có hai bên này nữa. Đây là nồi cơm thường. Đây là nồi cao tần. Bên này là nồi gì đây? Áp lực cao tần, là áp suất đấy. À. Và cái nồi em mua đây là nồi cao tần thôi. Còn cái nồi mà áp lực cao tần này, cái nồi này, áp suất cao tần, đây có một nồi nữa. Đây, cao tần có áp suất là cái nồi này. Và cái nồi áp suất này nữa. Em sẽ quay đây là cái nồi em mua nhé. Ở bên này là có hai cái nồi áp suất cao tần. Thì cái nồi cao tần nhưng có áp suất luôn đấy. Thì đây người ta có ghi chữ áp lực IH và cái nồi cao tần có áp suất đấy. Thì con này nó có giá là 4.600.000 gì đấy. 4.600.000 đối với con này ở bên này rồi nhé. Cũng con này là cũng là nồi 1.8 lít. Thì gửi về của nó cũng mất tầm 1.500.000 nữa. Thì là nó cũng phải tầm 6.000.000 hơn rồi. Đấy là một cái nồi như vậy. Đấy, cả công và cước còn chuyển bên này nữa thì chắc là nó phải tầm hơn 6.000.000
còn như vậy, có mã NPZG18. Các bạn nào xem có thông tin ra được nồi cơm nào có bán ở Việt Nam hay không nhé. Thì khi em gửi về nồi về thì em sẽ gửi luôn cái thông tin của cái mặt trên này, là có các nút này có dịch ra là gì, chức năng làm gì, sẽ gửi cho các anh luôn. Nên là các anh mua nồi thì yên tâm về nhìn theo và sử dụng thôi, thì nó cũng rất là đơn giản, cũng và cũng như các anh đã dùng nồi ở Việt Nam mình, mua Việt Nam mình nồi hay sách tay cũ hay nó cũng vậy. Đây là một cái áp suất cân tần nhé bác. Con này đang là cái giá này, giá đặc biệt, giảm giá 4,6 triệu này là giá đặc biệt của nó đấy. Ở bên trời chắc nó cao hơn. Và trên này có thêm một con nữa cũng áp suất cao tần, nhưng mà con này là một lít 5,5 hộp. Hộp này thì là dành cho nồi 1 lít, ở trên kia có ghi kìa, 3 người ăn kìa đấy, 5,5 hộp đấy, 3 người ăn. Thì người ăn ít thì có thể là 4 người ăn cũng được, tầm cỡ em thì 4 người ăn chắc thoải mái. Con này có giá là khoảng tầm 4 triệu Việt Nam đồng, công suất tầm 1240W nhé, và nấu nồi sẽ trong vòng 28 phút là sẽ chín cơm. Và mấy cái nồi này thì nấu cơm cực kỳ ngon. Chỗ em thì cũng ở công ty cũng có mua nồi cao tần thôi, nồi áp suất không có đâu, cao tần bình thường như vậy thôi này, nhưng mà nấu cơm cũng rất là ngon, ăn rất là ngon. Nếu mà bác nào mà nấu cơm mà quên không như nồi mình thì cứ cắm cả ngày nó vẫn nóng, nồi này nó cắm cả ngày nó vẫn nóng, nó có 30 tiếng giữ nhiệt luôn, mà cơm vẫn rất ngon. Đây có hai cái nồi áp suất cao tần, nó giá tầm 4 triệu đến 4 triệu rưỡi ở bên này. Đây, nhiều anh hỏi con này giá bao tiền em, thì em bảo là ví dụ như cái nồi con này là em trước em có đăng lên Facebook thì có nhiều anh vào hỏi, thì cái giá này tương đương tầm 3 triệu rưỡi Việt Nam đồng này. Thì em có đăng đây là giá 3 triệu rưỡi Việt Nam đồng, chưa ship đấy, thì em có đăng rõ ràng vậy. Nhiều anh vẫn vào hỏi em là và nhắn tin riêng con này bao tiền này em, em bảo hàng với này 3 triệu rưỡi anh. Thế còn nếu anh còn hỏi lại là hàng đấy đã về đến tay anh rồi à, một nồi cấp suất một nồi cao tần 1.8 mà về đến tay anh 3,5 triệu thì hàng cũ của Việt Nam sẽ có, đúng không ạ các bác? Nhiều anh cũng hỏi rất khó nên cũng chẳng biết trả lời thế nào. Ở đây cũng còn nữa, trên này là còn con áp suất bình thường, áp suất cao tần đấy. Thì nồi gì đây, nấu ga sao lại ga Rinnai, có điều kiện bằng mạng luôn. Và mấy cái nồi này là đều là đi Hong Se hết, là made in Japan hết đấy các bác, không thấy năm sản xuất, nó không ghi năm sản xuất ở trên hộp đâu. Trước em mua con trước thì cũng không thấy nó sản xuất ở, nhưng mình có thể tra cái mã này, chắc là có ra này là mã sản xuất này. Thế còn ghi vậy thì nó chả biết là ở đâu, made in Japan nhé, bằng tiếng Anh là Yuri Rusi nhé. Yuri Rusi thì là hàng chuẩn nhất của về nồi cơm ở bên này thôi, và rất là nổi tiếng. Rồi thì bên này em có gì em quay cho bác coi này. Trước em cũng quay mấy cái này rồi, có mấy bác cũng có hỏi thì em quay luôn cái bếp ga này. Có mấy bác, nhiều bác hỏi bếp ga này lắm, nhưng mà hỏi xong thấy nó nặng quá nên là các bác không mua nữa. Con này có 500 không? Con này là một con bếp ga bếp tư, bên này là bếp ga bếp tư đôi nhé, IH nha bác. Đây quay xa cho bác xem một con nồi từ bếp tư IH của thằng Yamazen, có mã là IEH1456. Con này công suất là từ 300W đến 1400W, thì công suất là, gọi là phổ biến của mấy cái nồi cái bếp tư phổ thông này thôi. Có hai mặt nấu, tất cả đều là IH. Có giá của nó đây, một mã 5800 tương đương với khoảng tầm là 3,2 triệu đấy nhỉ, 3,2 triệu. Con này nó nặng tầm cũng tầm 5-6 cân, thì cái cước vận chuyển của nó rơi tầm 1,5 triệu đấy, 1,5 triệu. Thì nói chung nó tương đương với cái nồi cơm lúc kia tầm hơn 5 triệu về đến Việt Nam mình. Còn cái hộp gỗ này này có bán riêng nhé, chứ không phải là một bộ này đâu các bác nhé.
nhiều bác vào cũng thắc mắc là cái này bán riêng hay là bán chung. Thì ở đây người ta có bán rồi các bạn này. Người ta có ghi cái BK là màu đen của con này, cái hộp này này. Cái Sony Kidai và cái đựng cái máy thì có giá là 2.4 cm, tầm 3 cm là tầm hơn 600.000 một cái như vậy. Cái này thì về Việt Nam mình đóng cũng được, không có gì khó khăn. Một quan trọng là cái bếp, chứ còn cái hộp này thì có gì đâu. Đấy, thì là Việt Nam tầm hơn 5 triệu đến 5 triệu rưỡi nhá bác. Bằng cái nồi bên kia, để thì em quay lại cho bác, một số bác có hỏi về con này. Tiện thì em thấy em quay luôn. Rồi thì em xin chấm dứt video này ở đây. Để xách cái nồi về để em chiều nay có chuyến gửi máy tính về Việt Nam. Em gửi luôn cái nồi, máy tính và loa. Về Việt Nam thì em gửi cái nồi này luôn. Thì bác nào có nhu cầu mua đồ đạc hay là nồi cơm hay là máy tính, loa, laptop các thứ thì vui lòng liên hệ qua em, với em qua Facebook, Zalo thì em có để video mô tả đây. Thì rất là cảm ơn các bác đã ủng hộ trong thời gian qua. Tất cả anh chị cô chú ủng hộ và quan tâm trong thời gian qua, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.